Hello, xin gửi lời chào đến tất cả cô bác chị em gần xa nhé. Và cũng thay lời cảm ơn cô bác chị em rất là nhiều đã mua ủng hộ em những cái động cơ thời gian vừa qua ha. Và đăng ký kênh cũng như là xem những cái video mà em đăng lên, các cái động cơ lớn nhỏ bác chị em. Thì bên em chuyên bán động cơ từ một máy đến sáu máy các bác chị em. Cũng như là những cái bộ phát điện phục vụ cho gia đình hoặc là đặc biệt máy bay, nói chung là nó nhiều chủng loại quá chứ ha. Thì phương châm bên em là lấy uy tín làm thương hiệu quá chứ em, cho nên những cái sản phẩm và những cái động cơ nào cũng lựa chọn cho nó kỹ càng để bán phục vụ cho quá chứ em cho nó tốt hơn, để mình ngày mình có cái thương hiệu vang xa hơn. Cho nên cô bác thì em cứ an tâm nha. Thì quay lại chủ đề chính hôm nay thì em quay cho cô bác cho em xem tham khảo cái động cơ 4 máy, con này là Isuzu Isuzu 3.3 cô bác cho em. Dòng 3.3 này thì nó xài con heo Tết của bác cho em nha, heo Tết. Nên tua rất là cao. Cô bác anh chị em nào mà chạy giỏ quá chứ em, chạy giỏ lãi chạy phà ha, thì có chị em đặt cái con này lên, cũng như là những cái máy cuốn gơm. Thì con này bản thân của nó là cái máy cắt lúa quá chứ em, cho nên nó đã từng chạy tải rồi, có anh chị em thấy không, nó đang xài 7 gạnh poly. Thì có anh chị em cũng biết con này từ lâu mà, nó nằm trên cái máy cắt lúa mà, cho nên mình thay thế cho máy cuốn gơm thì nó quá ok thôi. Máy cuốn gơm thì nó nhẹ nhàng hơn cắt lúa rất là nhiều, công suất thì nó vượt trội hơn những con 2.8. 3.3 thì cái số chấm nó lớn hơn, đương nhiên nó phải mạnh hơn rồi. Thì là E4DG 3.369 này, thì đâu đó em này nếu mà tính ra mát thì nó cũng 75 đến 80 ngựa với em, cho nên nó có công suất rất là cao, phù hợp cho quá chị em nào cần chạy cái vỏ vỏ giọt vỏ lãi gì đó cho nó đã. Máy cuốn gơm là cũng ok luôn ha. Con này khá là đẹp nha quá chị em, khá đẹp nha, coi dầu dây bét nắp láp gì nó còn sáng sủa. Con này đánh giá trị chất lượng của nó là trên 90% của anh em, nó như một động cơ mới luôn nha. Anh em bán thì cam kết nguyên zin của anh em, không có sơn dặm, không có chế cháo nha. Thời buổi cạnh tranh chất lượng khốc liệt quá em, chứ mà bên mình bên em thì không có cạnh tranh giá cả với em nha, bên em là chỉ là cạnh tranh chất lượng thôi. Bên em cũng không có từng mà giao bán những con máy mà giá rẻ, hoặc là cũng không có mà kiểu như là kêu quá chị em là trả giá thoải mái nha, nên mình không có như vậy quá chị em. Thì cái gì đó nó thấp kém, nó chất lượng nó thấp thì người ta mới giao bán kiểu đó, chứ còn nếu mà cái hàng mà chất lượng thì cũng không khuyến khích quá chị em trả giá thoải mái đâu. Bên mình đăng lên một con máy thì có thể bớt cho quá chị em vài trăm ngàn, 1 triệu, chứ nói mà trả giá thoải mái thì nếu mà cái từ thoải mái thì 50 triệu, điều đó thì mình không có quá chứ em, không cảm nha. Mình chưa hề mà giao những con máy nào rẻ bèo, cũng như là khuyến khích của bán cho em trả giá thoải mái nha. Để máy kia coi đấy, cho nên có bán cho em thông cảm. Để máy coi, con này thì đề 12 quá chưa, nó xài tắt điện. Kẹp mình vô đấy, con này nổ rất là đã quá nha.
chạy thì khỏi chê các anh chị em. Con 3.3 này đẳng cấp rồi. Cái tầm tiền thì nó cao một chút, nhưng mà bù lại thì các anh chị em sở hữu được con máy nó chất lượng cao, chạy năm này qua tháng nọ quá chị em, mình không có cần phải đổi con máy khác. Cho nên là cô bán chị em nên mua những cái động cơ nên cân nhắc kỹ. Đấy. Rồi em rất là cảm ơn cô bán chị em rất là nhiều. Cô bán chị em có nhu cầu mua thì liên hệ giùm em nha. Cái này báo giá thì cô bán chị em cũng không có sợ ai mà không báo giá, nhưng mà có những cái là anh em bạn bè thợ thầy á lấy về để bán cho người khác, lấy về để bán cho khách hàng, mà nếu mà giá cả nó công bố thì cũng khó cho cái người mà anh em người ta mua để bán lại. Cho nên là cô bán chị em cứ alo giùm em, tại vì mình alo một cuộc điện thoại cũng không có nhiều tiền của anh chị em. Cho nên là cô bán chị em cứ alo giùm em nha. Cảm ơn rất nhiều nha, cảm ơn nhiều lắm. Xin chào, hẹn gặp lại các bác chị em bên đây tiếp theo nha.